lợi thế, bởi vì tôi vừa nhận được thông tin là FBA họ đã có những cái sự thay đổi người, đó chính là anh chàng mang tên Táo, cùng với đó là Phong thứ hai thì cũng đã thay cho Tiểu Mìn, cùng với đó là Zoe rồi, để có thể Vâng. săn bằng lại cái số điểm mà họ đã mất ở trong game đấu đầu tiên. Và đây là trận đấu thứ hai của chúng ta. Chào mừng các bạn khán giả đến với cả trận đấu thứ hai trong loạt đấu BO3 của bảng B, giải đấu trò chơi trung văn mùa thứ 12 và giải đấu trò chơi trung team thì đúng hơn. Giải đấu trò chơi trung của chúng tôi thì đang được truyền hình trực tiếp trên hai nền tảng, đó chính là fanpage TGTV cũng như là kênh YouTube TGTV, thì các bạn khán giả các bạn có thể lựa chọn hai nền tảng đó để theo dõi giải đấu của chúng tôi. Và bảng điểm cũng như là các thông tin về tuyển thủ cũng như là lịch thi đấu của chúng tôi sẽ được update hàng ngày ở trên fanpage TGTV, thì các bạn cũng có thể follow kênh fanpage TGTV để có thể tiện theo dõi giải đấu của chúng tôi hơn. Và khởi động cho mình là một con rích cầm gậy quá khổ, một bài đấu của Vegulu. Khi mà trận đấu đầu tiên thì Vegulu anh ta có cho mình một bài đấu top 2 với một trận đấu mà anh ta sở hữu cho mình là đội hình thách đấu hộp Pandora, tiến hóa bất ổn và gia cố hàng thủ là ba cái lõi công nghệ đầu tiên dành cho Vegulu. Và chúng ta hãy cùng chờ xem về Ulu anh ta quyết định lấy lõi công nghệ nào đây. Anh ta vẫn đang suy nghĩ một chút, khá là băn khoăn, đang check nhà. Bên kia là có cho mình hai hậu vệ với một con Kassadin 2 như thế kia, khá đắn đo, vẫn check nhà rất kỹ, có thể là nhìn qua những người đồng đội của mình hay chăng, và những đối thủ của anh ta nữa. Gia cố hàng thủ, anh ta quyết định Gia cố hàng thủ, anh ta quyết định lựa chọn cho mình là hai con hình nhân thế mạng đến từ cái gia cấu hàng thủ này. Cũng là điều dễ hiểu thôi, khi mà về Ulu có lẽ là một phong cách đánh giữ máu từ sớm với hai con hình nhân thế mạng này sẽ giúp cho đội hình của Việt Ulu trở nên trì hơn. Và chúng ta cùng xem những con tướng ra tiếp theo đến từ Việt Ulu là gì, liệu rằng có phải là những con tướng do đồ hay không. Một con Vex nào? anh ta vẫn đang Không, ôm lại. nó chỉ là đẩy đồ thôi. Có vẻ như Hơi đáng là tiếc khi mà anh ta không lên được con tướng nào hay sao cả. Có Evil để kích hoạt cho mình là tài chế, có những con tướng nhà phát minh, thì liệu rằng việc Ulu anh ta có bắt vào để anh ta up cấp hay không. thực sự cái pool tướng của anh ta đang không ủng hộ cái hướng mà anh ta đang ôm, đó chính là Yordle. Nhưng mà anh ta vẫn quyết định up cấp cho thêm cho mình, đó là Kermit vào. Không, thay đổi rồi. Thêm cho mình một vị trí, đó là Vi. Lượng sát thương đến từ Vi là cũng có thể được phụ vào cùng với Zeke và Ezreal. Nhưng mà đây là một con Twitch. Con Twitch này hoàn toàn có thể clear đi hàng sau với những cái phát bịt mắt bắn bừa của mình. Lượng sát thương gây ra là rất nhiều. Và bắn bừa đến từ trích, nhưng mà tôi cảm giác bắn lúc nào cũng trúng, hơi khó hiểu. Nhưng mà nhắm mắt bắn bừa thì đúng hơn. Có lẽ là ngày xưa thì anh Vũ anh có chơi nhiều bịt mắt bắt dê anh nhầm xong bịt mắt bắn bừa, nhưng mà thực ra là nhắm mắt bắn bừa. Và đây rồi. Không biết rằng anh Vũ ngày xưa có hay chơi bịt mắt bắt dê không, để đó là một cái trò chơi mà tôi hồi bé tôi rất hay chơi với những người bạn ở hàng xóm của tôi, với trò chơi mà khiến chúng ta phải hoài niệm rất nhiều. Chắc chắn là như vậy rồi. Đương nhiên là tôi cũng có chơi nên là đôi khi gặp cũng có phần nhầm. Rất là thú vị. Và đây rồi. Lưu đã cho anh ta xoay một cái khung bài gần như là ba con. Có định thêm vị trí của Gangplank và thay vị trí Blitz hay không đây? Đây rồi, ba nhà phát minh. Ba nhà phát minh và với một con gạch lăng để có thể sử dụng cho mình những pha đàm phán để hack lại được tiền. Và vòng hai gia cố hoàng thủ gặp nhau, ai sẽ là người chiến thắng đây? Tôi đang nghiêng về việc Ulu nhiều hơn, nhưng mà bài đấu của việc Ulu đang quá như một sao và những pha đàm phán rất là chất lượng. Một pha hất tung tốt đến từ vị trí của Sinh và gạch lăng còn đó, thì làm sao về Ulu có cơ hội. Và đó là một chiến thắng của Lin trước bài đấu của việc Ulu và một trận thua tiếp theo của việc Ulu. Đã có cho mình ba giao đồ để hack lại cho mình những cái lượng tiền rồi. Bách Bài phát bách trúng, dứt điểm đi. Liệu rằng có dứt điểm kịp vị trí đang ướt chung. Kịp rồi, không thể kịp sử dụng pha xoay của mình. Và đó là một chiến thắng. Tomorrow anh ta phải nhận cho mình một trận thua hơi đáng tiếc. Wow, tinh Và hai sinh dành cho 2. Yuna rồi. Một con sinh 2 dành cho vị trí của Nid. Những pha hất của sinh bây giờ sẽ mang lại lượng sát thương nhiều hơn. Một con sinh cũng là một cái con tướng mà tạo ra được những cái đột biến ở trong giao tranh. Đơn giản nó chỉ là một vàng thôi, nhưng mà những phát hất tùng của sinh nhiều khi lại mang lại cái giá trị rất cao. Trong cái đó phòng thứ hai thì anh ta vừa up cấp 5 và hai người up cấp 5 đó chính là tranh VIP Chrono 1 và phòng thứ hai.
cung upcoming 5 round 2.3 và đây là một cái lock từ kho trang bị đến từ vị trí của IHVK, trang bị tiếp tế, một cái loại công nghệ đầu tiên của chàng trai IHVK, nhưng mà anh ta chưa muốn đập đồ, đơn giản là chưa biết đánh gì cả và anh ta vẫn đang giữ lại cho mình là một cái lốc như thế này thì khó mà có thể giành chiến thắng trước bài đấu của Lin, khi mà Lin anh ta đã sở hữu cho mình là một con sinh hai rồi. Ba nhà phát minh của người đó là sinh hai, thêm một chút là hình nhân thế mạng nữa. Để mà nói thì cái lượng sát thương cùng với đó là tanh của anh ta cũng hoàn toàn là ổn ở trong thời điểm hiện tại. Nếu có một cái lượng sát thương nào đó có thể xuyên qua thì có lẽ sẽ chỉ là một con trick như thế kia thôi. Vòng đi chợ 2.4 của chúng ta còn rất nhiều những con tướng trong đội hình nhà phát minh được các bạn sử dụng. Và Lin anh ta sẽ lấy gì đây? Đang suy nghĩ, Taric cũng là một con tướng rất ngon nha. Taric là một con tướng và rất chất lượng và Lin quyết định lấy cho mình là con Taric trong cái đó phòng thứ hai và tranh đều có cho mình là một cái chuỗi thắng 3 khi mà cả hai đồng thời up cấp 5 ở khoảng thời gian 2.3 của trận đấu. Và đó là một mảnh cung dành cho vị trí của phòng thứ hai thì phải. Còn đây là một con Taric cầm gậy quá khổ thay vào hay không, đang muốn sử dụng cho mình, đang cân nhắc, đang khá phân vân đến từ vị trí của Lin. Anh ta Taric tôi nghĩ là ổn nhất rồi. Nào, một con Taric vào không? Anh ta quyết định là lấy hai đấu sĩ. Taric và gánh quả lăng tôi nghĩ là hiệu quả hơn, nhưng mà anh ta quyết định là bán gánh quả lăng đi rồi. Anh ta nhận thấy rằng quyết định là bán Taric cho vào để có thể check được ô thần tượng. Ô thần tượng ở ngay ở hàng đầu tiên, nên anh ta cũng không quá ưa thích cái ô thần tượng này. Thích được đấu đúng sĩ rồi. Lượng máu dành cho toàn đội là tốt hơn, ổn hơn dành cho anh ta, nên anh ta quyết định lựa chọn đấu sĩ. Liệu rằng anh ta phải không trả giá quá hay mặn không? Mà không quá mặn mà đến từ vị trí của Lin, khi mà anh ta nhận thấy rằng việc mà anh ta dùng con Taric từ sớm thì sẽ anh ta sẽ cấm bất lợi về mặt tiền bạc, anh ta quyết định là bán luôn. Hai đấu sĩ sẽ giúp cho đội hình của Lin trở nên hiệu quả hơn, nhưng mà vẫn kịp thời, và đó là một chiến thắng của Lin và một cái chuỗi thắng 3 rất may mắn, rất may mắn. Trước khi phải nằm xuống thì con Heimerdinger đó đã kịp ném cái clear cuối cùng. Clear, tôi phải nói là đó là một cái clear của con Heimerdinger. Và vì có một cái hình nhân thế mạng còn sống sót nên là anh ta vẫn có thể gây được sự sát thương trong pha đó. Hình nhân thế mạng, vâng, nghe rất phim ảnh ở đây. Và Midfortern vào để thêm một chút sát thương đến từ những pha mưa đạn của Midfort. Lin anh ta có nghĩ đến cái việc mà anh ta ghép cho mình những cái món đồ lẻ hay không? Tôi đang muốn anh ta ghép đồ lẻ, nhưng mà anh ta quyết định là không rồi. Đây rồi, anh ta có những mảnh đồ lẻ nhưng mà quyết định bỏ qua. Và đây là một bài đấu của Tranh. Tranh có cho mình là một cái lõi công nghệ tấn công điểm yếu, pha bắn là rất uy tín đến từ vị trí của Thích. Đã là Thích 2 rồi, một pha hất nhưng mà không mang lại cái giá trị gì cả. Khi mà pha hết của sinh sân sinh như thế kia thì hơi khó để cho Lin có cơ hội. Và đó là một trận thủ của Lin. Gặp một bài đấu quá mạnh của Tranh thì hơi đáng tiếc cho Lin, nhưng mà trước thềm đau quá thì anh ta mất đi cho mình cái mạch thắng rồi. Còn đây là phòng thứ hai. Kịp sử dụng, vâng, vẫn kịp sử dụng. Rất may cho phòng thứ hai. Tôi tưởng chừng như pha đó Giác không thể kịp thời sử dụng cái pha bàn tay co giãn của mình, nhưng mà rất may lượng sát thương đến từ vị trí của một con Lulu không đủ để giúp cho việc Lulu dành cho mình một chiến thắng. Và đó là một trận thắng quan trọng của phòng thứ hai, khi mà anh ta có cho mình một cái chuỗi thắng 5 cùng với cả Tranh VIP Pro. Và cùng chờ xem Lunasaur anh ta sẽ có những gì tiếp theo. Màn hình của Lunasaur rất đẹp, rất nét, thực sự phải nói là như vậy rồi. Thì tôi nghĩ rằng là ban tổ chức sẽ tập trung vào anh chàng Lunasaur này nhiều hơn. Và các bạn có thể thấy Nếu như các bạn khán giả, các bạn có thể thấy được, các bạn có thể xem được cái bảng điểm ở bên góc dưới bên tay trái của màn hình. Chúng ta đang có bảng điểm, IH đang tạm thời vươn lên với 23 điểm sau trận đấu đầu tiên và 18 điểm dành cho các chàng trai bên phía đội hình của FBA. Và FBA hai người đều đánh cho mình win trick, đó chính là phòng thứ hai và Tranh VIP Pro 1. Thì đều đang có cho mình là một cái mạch thắng 5 rồi. Còn đây là cuồng đao Gunso dành cho phòng thứ hai lên 6 và đang đôn rất nhiều tiền rồi. Và tiếp theo là những đôi. Và đây là Dr. Mundo, một tướng quan trọng. Tôi nghĩ rằng đây là một tướng rất quan trọng trong đội hình của phòng thứ hai. Gánh Plang lăng có thể được tính toán không, nhưng mà anh ta bán luôn rồi, không suy nghĩ quá nhiều. Và đó là một pha bán rất nhanh. Có vẻ cùng đa hung sô. Phòng thứ hai anh ta đang muốn tìm một con chăn đồ 2. Nếu mà một con chăn đồ 2 thì lượng sát thương gây ra dành cho anh ta sẽ là ổn hơn.
nhưng mà không sao cả, anh ta có được cho mình một con Mundo, lượng sát thương đến từ Mundo cùng với đó là Zac đến từ bàn tay có giãn là khá ổn, nhưng liệu rằng anh ta có phải mất trick hay không? Không, câu trả lời là không, không rồi. Rất khó mà chú ơi, khi mà lượng máu cộng thêm đến như từ những con đấu sĩ là quá trâu, khi mà khoảng thời gian early game rất ít nhà có cho mình AC khổng lồ, thì để mà đánh lâu dài thì những con đấu sĩ sẽ là có lợi thế hơn. Và đây là trận thắng thứ 6 của phòng thứ 2, hy vọng rằng anh ta có thể lên được con chăn đồ 2. Vâng, không ra chăn đồ 2 và ra cho mình là một đôi Samira. Một đôi Samira. Và tiếp tục mua lại bán những thao tác tay có lẽ là rất giống với những tuyển thủ mà các bạn có lẽ là không quá xa lạ. Những pha mua tướng và bán tướng sẽ mang lại cái tâm thế thoải mái hơn dành cho những người chơi của chúng ta. Trong khi đó tranh VIP Prono 1 thì anh ta cũng đã phải vừa mất cho mình cái mạch thắng rồi. Chỉ còn duy nhất cho mình là phòng thứ 2 anh ta đang có cho mình là một cái chuỗi thắng 6. Và đây là dịch khổng lồ đến từ vị trí của Táo. Vâng, hai chàng trai của FBA. Táo ghép luôn cho mình dịch khổng lồ thì tôi đang thấy hơi khó khăn dành cho phòng thứ 2 rồi. Vâng, rất nhiều 2 sao đến từ vị trí của Táo. Khó rồi. Bách phát bách chúng dứt điểm đi vị trí của Seraphim. Và khi mà Zilin còn đó thì hơi khó dành cho Phong. Và đó là một trận thua của Phong trước bài đấu người đồng đội của mình là Táo 1102, khi mà Táo anh ta còn đang sở hữu cho mình là một cái Neko cơ. Diệt khổng lồ và cuồng cung, hai cái món đồ khá yêu thích của Zihin. Nhân tuổi và nhân một lần đấu sĩ. Đấu sĩ là 6 đấu sĩ luôn. Tôi đang thích đấu sĩ hay là hóa kỹ đây? Hóa kỹ rồi. Anh ta nhận thấy rằng việc mà khoảng thời gian late game anh ta chỉ cần cho mình 4 đô sĩ là quá đủ. Anh ta quyết định lấy cho mình là hóa kỹ để có thể kích hoạt được cho mình 5 hóa kỹ từ sớm. Hoàn toàn đây là một cái điều mà phòng thứ 2 anh ta đã tính toán trong đầu. Vẫn đang sử dụng con Seraphim để những pha hồi máu cũng như là tăng tốc đánh của Seraphim dành cho những con tướng đấu sĩ của mình trở nên hiệu quả hơn với những pha khúc ca lan tỏa. Tôi đang nhìn qua thì cũng đã thấy những nhà có cho mình đó là Ugot, những vị trí cần thiết rồi. Và có vẻ như là phòng thứ 2 tôi nghĩ những người round đấu tiếp theo anh ta sẽ phải thua một chút, hơi khó để có thể chiến thắng thêm, bởi vì bài của anh ta đang cố gắng để lì một chút rồi. Mất streak ở turn vừa rồi thì cũng là một điều gì đấy, cũng là một bước lùi dành cho anh ta, bởi vì người cắt streak của anh ta là đồng đội. Đây rồi, bên kia là con Ugot, cùng với đó là Neko. Một con Ugot cùng đó là Neko, và đang có cho mình là một loại công nghệ phóng hỏa. Khả năng hồi phục đến từ Mundo thì hơi khó khăn khi mà phải gặp một cái phóng hỏa từ sớm như thế này. Và vuốt rồng cũng như là thú tượng thạch giáp dành cho vị trí của Darius thì hơi khó để cho Lin anh ta có thể dứt điểm đi con Darius này. Mặc dù Darius chỉ là con tướng một tiền, nhưng mà nếu như Darius cầm cho mình 3 món đồ trấn phái thì những pha tàn sát của Darius cùng với khả năng có quay trong giao tranh quá tốt, cộng thêm lượng giáp đến từ vệ sĩ, thì hơi khó một lượng sát thương nào đủ lớn để dứt điểm của con Darius ở khoảng thời gian 3 chấm như thế này. Và chúng ta sẽ đến với vòng đi chợ 3.4. Silent cầm găng và Mundo cầm kháng phép. Một con Mundo rất ngon. Một con Mundo cầm kháng phép rất tuyệt vời. Thì liệu rằng có tuyển thủ nào chúng ta lấy hay không? Và Hai Jan là người xào luôn con Mundo này. Một con Mundo cầm đồ thủ rất khó để chúng ta có thể chê và bỏ qua. Và một cái cung dành cho vị trí của Tomorrow. Trong khi đó chàng trai Lin thì anh ta đang phân vân và quyết định lấy cho mình một cái nước mắt trên người của Kassadin rồi. Một thanh kiếm BF dành cho vị Glu và đai lưng dành cho vị trí của Táo. Trong khi đó tranh và phong thứ hai chia đều hai mảnh găng còn lại, và mỗi người cầm cho mình một mảnh găng 4 tiền của Fiora cũng như là Sion. Tôi cũng hơi bất ngờ bởi vì lobby chúng ta đã chê những vị tướng 4 tiền cầm găng như kia, nhưng mà may quá có hai người cuối cùng họ quyết định lấy cho mình đó là hai mảnh găng 4 tiền. Một mảnh một cái trang bị Sojin cũng có thể hoàn toàn được lắp đến vị trí của Lunasaur. Anh ta vẫn còn đang cân nhắc đây. Ở trận đấu trước thì Lunasaur cũng đã đánh cho mình một bộ bài liên quan đến Hammerdinger rồi, nhưng mà anh ta cũng không phải có một vị trí cao lắm. Có vẻ như anh ta đang muốn làm lại thì phải. Có Sojin cho chàng trai Lin, nhưng mà anh ta quyết định là chưa ghép. Đang muốn đợi thì phải. Anh ta đang muốn đợi chờ một chút, chưa muốn ghép đồ. Anh ta không đợi nữa anh Bon ạ. Anh ta lắp luôn, đó chính là một cái kiếm súng. Tôi không đánh giá cao một kiếm súng ở thời điểm hiện tại dành cho anh ta, và anh ta phải thua về nhà. Lin lắp kiếm súng này, Lin đang muốn đép bằng một con Mazaha, nhưng mà liệu rằng Mazaha của Lin có lên được 2 sao hay không thì câu trả lời còn ở phía trước. Và
và Lin chỉ còn lại cho mình là 53 máu mà thôi, trong khi đó Hai Gian cũng chỉ còn lại cho mình là 40 máu. Người đang cháy thì là về Ulu, vẫn là một phong cách quen thuộc về Ulu. Khi mà về Ulu anh ta luôn là một cái tảng đá cho bất cứ một tuyển thủ nào. Còn những pha đép máu, giữ máu ở thời gian early game cũng như là mid game thực sự tốt của việc Ulu. Và bắt đầu có sự tính toán ở đây. Muốn bỏ Poppy để thay vào vị trí của Vex. Và sẽ là một bài đấu mà Lin anh ta sẽ xoay đội hình Ma Pháp Sư. Một đội hình Lin có lẽ là đã tập khá nhiều khi mà đã ghép quyết đoán luôn cho mình là một cái kiếm súng dành cho vị trí của TF rồi. Anh ta sẽ cần một cái mảnh nước mắt nữa có thể hướng đến. Ui TF bị AFK anh Bon ơi. Vào đây rồi, may quá. May quá, đi được ra rồi. Đã được một đường đang hơi tắc. 9 giờ nhưng mà vẫn là giờ cao điểm. Hơi khó hiểu một chút. Một pha đấm nguyên nhà của Vitulu khi mà anh ta đang có cho mình là hai món đồ rưỡi dành cho vị trí của Lắc rồi. Chỉ cần thêm một cái giọt nước mắt nữa thôi thì sẽ là ba món đồ trấn phái dành cho cô làng của chúng ta. Một cái Lắc cầm cho mình bùa xanh, cờ rít phép và vô cực. Những pha cầu vòng tối thượng nếu như dứt điểm được mục tiêu thì đó là những cuộc tàn sát thực sự là khốc liệt. Đây rồi, cuộc đây tàn là sát vị tướng rất mà tàn công. Lưu Na So anh ta đang chờ nãy giờ một con Maza 2 hoàn toàn thì có thể bù đắp lượng sát thương. Chứ ví dụ một con TF cầm một cái kiếm súng kia nó không có quá nhiều tác dụng cả. Một con Maza 2 thì khác. Chắc chắn anh ta có thể chiến thắng lại rồi. Với việc mà anh ta không có một cái streak ngon ở trong game đấu này nên là máu của anh ta không có quá nhiều. Cùng với đó lượng tiền của anh ta ở dạng tương đối mà thôi. Một hy vọng sẽ ra Sojin. Sojin không đây. Và không có Sojin, dây chuyền chuộc tội cũng là một món đồ mà Lin có thể cân nhắc. Nhưng mà ghép dây chuyền thì lấy đâu ra Sojin nên anh ta sẽ quyết định là không ghép mà thôi. Nếu có hướng đến Lin 2 Seraphine, thay Seraphine vào để lấy ô thần tượng vào nhà phát minh. Cần thêm cho mình đó là một con Vex 2 nữa thì bài của Lin sẽ ổn. Đây đúng rồi, ổn rồi. Tôi nghĩ là dừng tiền một chút, sẽ tạm dừng một chút đi. Đúng là như vậy. Một bài đấu ok. Ở thời điểm này kiếm súng dành cho Mazaha và nước mắt lẻ đẩy cho Mazaha luôn. Một cái thú tượng được ghép luôn, hợp lý. Những pha thả đồ gần như là không có sự sai sót. Nhưng mà tôi đang hơi tiếc cho Lin ở trong pha vừa rồi khi mà không có món đồ tiếp theo dành cho vị trí của Mazaha. Nếu như được thêm cái quỷ thư thì ngon. Vâng, Tam Ken đang hack những cái lượng tiền rất ổn. Một con Tam Ken ở thời điểm này cũng là một cái lợi thế dành cho vị trí của Lin. Nhưng mà bài đấu của anh ta đã lên được cho mình là một con Mazaha 2 sao rồi. Chưa muốn bán tướng. Với cái form bài liệu rằng có bán hay không? Vẫn đang run. Anh ta đang muốn back lại thật mạnh luôn. Anh ta đang tìm kiếm điều gì đây? Anh ta đang tìm kiếm điều gì? Khi mà bài đấu này như này tôi nghĩ là rất ổn ở khoảng thời gian này rồi. Vẫn đang muốn run đến từ vị trí của Lee. Cho thêm thay cho đồ. Không kịp cho ăn rồi. Không kịp. Quyết định là bỏ do đồ đi rồi. Khi mà anh ta đang dư cho mình là pháp sư. Anh ta nghĩ rằng với việc mà không có cho mình Sojin cùng với đó hoặc là một cái bùa xanh nên anh ta cần học giả để cho những pha sử dụng chiêu của Mazaha được nhiều hơn. Và đương nhiên rồi. Hoàn toàn là hợp lý mà thôi. Khi mà sử dụng khi mà anh ta đang dư một con ma pháp sư và đó là một chiến thắng tiếp theo dành cho Lee. Nhưng mà Lin liệu rằng có cân nhắc đến cái việc bán tướng đi để lấy cho mình đó chính là lượng vàng cần thiết hay không? Vẫn đang ôm lại những con tướng ma pháp sư trong bộ bài của mình. Còn đây là một bài đấu mà tranh VIP Pro đang đép bằng hai sát thủ diệt khổng lồ, bàn tay công lý cũng như là cuồng cung, ba món đồ của vị trí Ugot, năm hóa kỹ và ba đấu sĩ đang muốn lên 8 vào rồi. Tranh đang đép trận này quá hay với một con giác hai như thế này. Quỷ thư có và ba món đồ chấm phái dành cho vị trí Ugot, chỉ cần ra được cho mình những con từ cần thiết thôi thì bài của tranh là một trong những bài đấu có thể on top trong trận đấu này. Mọi thứ thì có vẻ là đang ủng hộ tranh bởi vì mới vài đấu này thì tôi nghĩ rằng anh Tám không thể thua quá nhiều đâu. Ô nhưng tôi vừa nói xong thì gặp cho mình nhà táo một con Yon 2 như kia thì con từ Wick này khả năng cao sẽ phải bị nằm xuống trong round thi đấu này thôi. Chắc chắn là như vậy rồi. Sẽ là một trận thua đến từ vị trí của tranh. Yon 2 thì hơi khó dành cho anh ta. Một con Zone 2 như thế này thì khó quá tranh ơi. Và tranh phải nhận cho mình một trận thua. Trong khi đó Tomorrow anh ta vẫn đang giữ được cho mình cái mạch thắng Việt Ulu. Và Tomorrow thay phong thứ hai đảm nhiệm cho mình là một cái chuỗi thắng. Trong khi đó Hai Gian
Chúng ta đang quá mải mê thì Haiyan đã phải dừng lại ở 4.3, trận trước thì 4.2. Chàng trai Zoe đã phải dừng lại, nhưng mà trận này Haiyan gần đạt được KPI của Zoe khi mà 4.3 Haiyan đã phải dừng lại. Một cái phiên bản này thực sự là một cái phiên bản nếu như các bạn không ra tướng để đép thì rất khó các bạn có thể nhìn mặt được round đánh quái ở 4.7. Và Haiyan đã phải gục ngã rồi. Còn đây là một cái giáp trên người của Jinx dành cho vị trí của Chanh. Thực sự thì có vẻ như là trận đấu này chúng ta đang thấy sự cân bằng rồi. Khả năng cao thì FBA họ sẽ comeback lại một chút để cái lượng điểm của họ ngang bằng hơn một chút. Và chúng ta sẽ đến với một cái ván 3 mà nó căng thẳng hơn hay chăng? Jinx để lấy lại cho mình. Ui, Mundo, Mundo 2 nè. Một cái Ugot là đủ. Và đây là Mundo 2, quá tuyệt vời. Hết nước chấm. Ugot có hay không? Ui thôi. Ui dồi. Jinx 2 đẩy đồ luôn. Jinx 2 có cùng đao nha. Hoàn toàn có thể đẩy đồ được. Viên xạ được thay vào. Tôi nghĩ là ghép cùng đao dành cho vị trí của Jinx. Bắt tạm con nào đấy để ghép cùng đao dành cho Jinx không. Và con Gray sẽ cầm lại cho mình những cái món đồ kia. Ba món đồ công sẽ cho Gray cũng được. Không, Warwick cầm tạm đi. Vì nữa thì sẽ bán Warwick. Cũng là hợp lý mà thôi. Bưng Jinx, bưng pha tái chế ra luôn cái giáp thiên thần. Hơi ảo ma dành cho vị trí của Jinx. Tôi thì tôi nhìn thấy không thấy cái bánh răng vẽ đồ. Nhưng mà tôi đang định hỏi anh Bon. Và chính xác là như vậy rồi. Một pha tái chế đồ cực kỳ đẹp. Một pha tái chế. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Lin thì anh ta chỉ còn lại cho mình 14 máu. Nếu như Lin phải dừng lại ở vị trí top 7 thì đây là một trận đấu comeback dành cho các chàng trai bên phía đội hình của FBA. Khi mà chàng trai đầu tiên bên phía đội hình của IH là Haiyan thì đã phải dừng lại rồi. Và đây là vé trúng thưởng học giả cũng như thần tượng. Vé trúng thưởng cũng là một cái điều mà có thể cân nhắc. Những pha roll sẽ có tỷ lệ thì roll thêm một lần nữa. Và đúng là vé trúng thưởng rồi. Tôi nghĩ là vẽ trúng thưởng hay hơn đấy. Chúng ta có được thêm một lần roll nữa. Đây rồi, Ugot. Đây là Ugot và sẽ thay vào vị trí của Warwick không? Không, Warwick đang muốn giữ để sáu hoa kỹ, đang hơi thừa một chút. Tôi nghĩ rằng nếu là một chút chị em thay vào chưa vị trí của một con sinh như thế kia hay chăng? Bốn đấu sĩ. Đúng rồi, đang chúng ta đang dư. Ui, Akali chứ cũng phải là Jinx, tôi nhìn màu hơi giống nhau một chút. Còn Janna sẽ làm vị trí của Vi để kích hoạt cho mình, đó chính là bốn đấu sĩ và hai chị em. Khi đó thì bài đấu của Chanh sẽ là tròn bài. Và nếu như lên được Jinx 2 thì hoàn toàn có thể kiếm những món đồ tiếp theo dành cho vị trí của cô nàng này. Trong khi đó đây là một bài đấu đã lên được cho mình là Ugot 2, tôi chưa biết đây là bóng của ai cả. Khi mà đang có một con Victor cầm cho mình là một cái giáp thiên thần rồi. Có vẻ như là nếu mà có thiếu thì anh chàng tranh này đang thiếu lượng đồ tanh dành cho con Mundo 2 kia thì sẽ là tuyệt vời nhất. Nhưng mà anh ta sẽ tiếp tục phải nhặt hoặc là lấy ở những round tiếp theo mà thôi. Đang thiếu một chút chống chịu. Nhưng mà sẽ vẫn là chiến thắng khi mà con Ugot này. Ồ, không được rồi. Khá đáng không tiếc. Thắng được. Một pha sử dụng kỹ năng. Vâng, tôi đang cảm giác đấy là đúng là một con chất lượng của từ 5 tiền. Vâng, tiền hỗn mang nó là một cái gì đấy nó quá ảo mà. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng Chanh có thể khung được bài đấu của mình hay không. Khi mà đang hơi tiếc cho Chanh khi mà chưa có Vi. Yumi được thay vào để lấy cho mình đó chính là học giả cũng như là khả năng CC. Trong khi đó Lin thì anh ta vừa đép được trước bài đấu của ai đó rồi, 9 máu nhưng mà vẫn đang đép được. Cũng nhiều tôi hơi đáng tiếc cho Chanh khi mà Chanh không có những món đồ thủ dành cho vị trí của Dr. Mundo. Và đây là Vi. Còn đồ lúc ta Vi luôn. Khá đáng tiếc khi mà Jinx lại cầm giáp gai. Nếu mà một con Jinx 2 thì tôi nghĩ là đẩy đồ Ugot cho Jinx. Nhưng mà anh đây là Vi. Nếu cho chị em vào thì tôi nghĩ rằng cũng nên tối ưu hóa luôn cái giáp gai luôn hay chăng. Anh ta vẫn đang muốn kiếm một con Jinx. Đây là Ugot 2. Tôi nghĩ là lên luôn thôi. Phải lên thôi. Lên thôi. Yumi bắt đầu cân nhắc nào. Thôi thì giáp gai cũng được, lắp giáp gai cho Jinx luôn. Giáp thiên thần. Không, anh đang mất cho mình tái chế rồi. Thì khó mà có thể giả giáp thiên thần. Nhưng mà liệu rằng anh ta có ghép giáp gai hay không đây? Như tôi đã nói thì vâng, với một việc pha cho trương Jinx vào 40 điểm.
phải nói là một phát chung cuối 10 điểm đến từ vị trí của Jumi và đẩy Phong thứ hai xuống, chỉ còn lại cho mình là 4 máu mà thôi. Trong khi đó Lin thì sao, anh ta đang đếp tốt, anh ta đang đếp tốt trước bài đấu của Táo, vẫn đang ổn dành cho vị trí của Lin, và thậm chí Lin anh ta có thể dẫy được ở trong trận đấu này. Phong thứ hai chỉ còn lại cho mình 4 máu, với Ulu 69 máu, 57 máu là số máu của tranh, và chưa biết ai là người phải dừng lại ở vị trí top 7 cả. Cái chương cuối của Jumi nó tạo ra được đột biến quá cao, tranh quyết định là bỏ bớt đồ sĩ đi và đặt niềm tin vào vị trí của Jumi. Vâng, đang roll rất nhiều bằng những pha được free roll nhưng mà vẫn thể chưa ra được cho mình những con tướng tiếp theo. Roll tiếp cũng là 5 tiền đấy nhưng không phải là Dinh, khá đáng tiếc dành cho anh ta. Dinh đâu rồi? Vâng, lại là dây xì. Vâng, dây xì chứ không phải là Dinh. Và đây là bài đấu của Táo. Vâng, Táo hình như roll quá đen anh Vũ ạ. Táo đang phải sử dụng hai con Leona một, hay là táo không nhìn ra tại sao Táo lại đang đép bằng hai con Leona một như thế này? Và đó là một lượng sát thương đủ để dứt điểm đi một cái dàn tanh yếu ớt trong bài đấu của Táo. Johnny còn đó nhưng mà hóa kỹ được giảm sát thương, và khi mà hồi sinh lại thì Johnny có dứt điểm được hay không, đây và câu trả lời là có, và tranh anh ta phải nhận một trận thua trước bài đấu của Táo. Phong thứ hai âm 12 thua quá sâu, phong thứ hai dừng lại ở vị trí top 7 và một trận đấu top 6 dành cho vị trí của Lin rồi. Vậy là trận như trận trước thì các bạn chỉ đảo vị trí thôi. Cách trận trước thì các bạn bên phía đội hình của FBA dừng lại ở vị trí top 6 và vị trí 8, thì thay vào đó trận đấu này, trận đấu thứ hai thì các bạn bên phía IH dừng lại ở vị trí top 6 và vị trí thứ 8. Thì bảng điểm chúng ta bây giờ có lẽ đang quá cân rồi, đang rất cân bằng rồi. Cực kỳ cân. Và game đấu thứ ba chắc chắn sẽ là một game đấu căng thẳng. Tôi đang nhìn thấy một nhà nào đó là 6 hay 7 con UGOT rồi. Nhưng mà liệu rằng có lên được UGOT 3 hay không, khi mà tranh đang cầm 3 con UGOT như thế này đây, hơi khó dành cho anh ta. Và đây là đối đầu cả thơm vào đâu. Đây đúng rồi, như anh Vũ đã nhìn thấy đã 6 con UGOT và đang đép cho mình đó chính là Liên Thả. Hơi đáng tiếc cho thơm vào đâu khi mà anh ta không có Dinh, anh ta đang đép phải bằng một con ganh của lăng và một pha trừng cúng như thế này hết nước chấm. Dinh đáp xuống có những pha bắn có cho mình là hưng phấn, một pha kẻ không đủ sát thương, đơn giản là đã được giảm sát thương đến từ những con tướng hòa kỹ rồi. Một trận thắng và Tomorrow anh ta chỉ còn lại cho mình là 43 máu mà thôi. Trong khi đó IH VK gặp một bài đấu như thế này thì làm sao mà thắng được đây, rất khó thắng. Còn Victor đó là một pha đấu quá đồng. Victor cầm cho mình lượng đồ mà tôi cảm giác Victor một sao thôi, kẻ đã rất thốn rồi. Và IH VK anh ta dừng lại ở vị trí top 5 và ba thành viên của IH bây giờ đã phải dừng lại. Và chỉ còn duy nhất một thành viên của IH thôi. Thì liệu rằng chàng trai của IH có thể giữ lại cho mình một trận đấu top 1 hay không? Anh Bon ơi, tranh nhặt được con Zidik kia sẽ là Zidik 2. Và đồ như thế này tôi nghĩ rằng nó phải gọi là hết nước chấm anh Bon ạ. Zidik 2 nhưng mà Tomodo anh ta đã lên được cho mình là món Victor 2 rồi. Tôi đang nghiêng về bài đấu Tomodo nhiều hơn. Tomodo muốn Victor 2 nhưng mà hơi tiếc là bài đấu của Tomorrow anh ta không có đồ quá nhiều. Nếu như vòng đánh quán nằm trong 7 trả cho anh ta thêm một đồ Victor nữa thì có lẽ là một lượng sát thương ổn hơn dành cho Tomorrow. Và đã có cùng Nagusho và giao điện Static rồi. Nhìn lượng sát thương đến từ tranh là nhiều đấy, nhưng mà liệu rằng khi mà không có lượng sát thương đến từ hàng tanh như này, lượng chống chịu, thì anh ta có phải trả giá hay không đây? Ui, con Johnny chém quá thông minh, gần dứt điểm đi vị trí UGOT rồi. Vẫn đã dứt điểm với cái dịch khổng lồ như thế kia. Vâng, chém phải nói là không có cơ hội. Không có con Johnny. Còn đây, với một con Dinh 2 thì khó quá về Ulu ơi. Và đó là một chiến thắng của người đồng đội. Vâng, Johnny mặc dù lên được Victor 2 nhưng mà Tomodo anh ta vẫn đang bị đấm. Một vài đấu mà Johnny đang thể hiện cái độ hiệu quả quá cao. Một con Johnny có một món đồ bảo hiểm đến từ một cái giáp thiên thần như thế kia, và ô thần tượng đang đứng quá đẹp, đứng giữa bản đồ, vâng, đứng giữa một cái sàn đấu như thế kia. Tôi lại không đánh giá cao một con Victor cầm đồ như thế kia cho lắm, với việc mà nó không ra được nhiều skill lắm. Cùng lắm tôi nghĩ rằng ra được một lần skill thì con Zinix này nó sẽ là một lực sát thương khủng khiếp hơn giáp thiên thần. Nếu là tôi sẽ ném con Victor lên hàng đầu để Victor kẻ sớm. Chính xác. Và khi mà lượng sát thương đến từ UGOT nó sẽ giúp cho đội hình hòa kỹ sẽ trở nên là đội hình sát thương sốc nhiều hơn. Còn đây là một pha block sát thương đam tay, có lẽ là không để ý rồi.
một pha để Lissandra outplay hoàn toàn. Và đó là một chiến thắng của Chay. Đấm rất đau. Để Lissandra mà gần như là Táo anh ta không muốn đổi chỗ thì phải. Có lẽ là những người đồng đội của Táo đã bảo là thôi, Táo dừng lại đi cũng được. Nhưng mà Táo đang còn quá ít máu rồi. Một cái nỏ xét dành cho vị trí khả năng cao với bài đấu vụ của Chay thì ra Sojin. Tôi nghĩ rằng anh ta đang có một cái ngưỡng cửa khá là ổn. Liệu rằng anh ta sẽ eco lên 9 mà thôi, bởi vì anh ta không thể update những cái gì nữa cả. Đúng rồi, anh ta lên 9 anh ta sẽ kẹp thêm một con Tamken nữa thì anh ta sẽ hết bài. Và đây là một cái nỏ xét dành cho vị trí của Chay. Một bài đấu mà đang quá tuyệt vời dành cho Chay khi mà đang sở hữu cho mình là một con Zing 2 cũng như là lượng sát thương ổn với đội Ward cầm 3 món đồ như thế kia. Yumi là có để có thể sử dụng được pha chiêu cuối tốt của mình. Lissandra đóng vai trò là block lượng sát thương đến từ những con tướng đánh tay trong đội hình của đối thủ. Một bài đấu đang rất tuyệt vời dành cho vị trí của Chay. Anh ta giờ sẽ chỉ cần ngồi check nhà thôi, check nhà cố gắng chờ đợi một chút để có thể lên được level 9 thì bài của anh ta sẽ là một bài cạnh tranh được vị trí top 1. Bên kia thì là một con Victor, nhìn có vẻ là một con Victor 2 thì khá chia đấy. Nhưng mà lượng đồ thì nó không phải là một đồ quá mắc binh. Và như đã nói, Tuorou anh ta hơi khó để lên được con Ugot 3 ở trong game đấu này. Và đây rồi, như anh Bon đã nói, cho luôn Victor lên hàng đầu tiên, nó sẽ sử dụng chiêu từ sớm. Và liệu rằng có một chiến thắng hay không đây, khả năng cao là có rồi. Một pha trường cuối nhưng mà Zing không thể chạm vào vị trí Ugot và Vinh Zing bị dứt điểm bởi pha Victor đó. Và đó là một chiến thắng của Tuorou. Tuorou anh ta vẫn đang níu lại cái niềm hy vọng, niềm hy vọng của các chàng trai bên phía đội hình của IH. Và đó là một trận thắng quan trọng của Tuorou khi mà một pha sử dụng kỹ năng tốt đến từ Victor cũng giải quyết tất cả. Và chúng ta hãy cùng chờ xem một pha con Ugot của Chanh có lẽ là bị sát thương sốc chết quá nhanh khiến cho lượng sát thương không được đảm bảo theo thời gian. Và Chanh anh ta vừa phải nhận một trận thua trước bài đấu của Tuorou rồi. Nếu mà Chanh cứ tiếp tục thua như này thì anh ta hơi khó để lên 9. Nhưng mà có vẻ như là với việc mà xếp con Victor kia thì nó đem lại hiệu quả khá cao dành cho Tuorou. Thì cùng chờ xem ai sẽ phải dừng lại vị trí top 4 đây. Viện Ulu, một con Victor, 3 món đồ vẫn đang đem bằng 2 Victor luôn. Đến từ vị trí của Việt và chúng ta hãy cùng xem tiêu hỗn mang của Victor cầm đồ như này nó kinh khủng đến mức độ như thế nào. Và tên lửa đã đạo sẽ cùng kết Victor không kịp kẻ và Victor bị dứt điểm đến từ phát bắn của Zing. Bị CC quá nhiều, bàn tay co giãn thể hiện cái độ hiệu quả quá ổn. Và một pha trồng CC đến từ chương cuối của Yumi. Tomorrow thì vừa phải thu trước bài đấu của Táo. Vâng, chưa biết ai là người dừng lại vị trí top 4 cả. 15 máu dành cho vị trí của Lung, 14 máu dành cho vị trí của Tomorrow và 7 máu dành cho vị trí của Táo. Ai sẽ là người dừng lại ở vị trí top 4 đây? Đang muốn xếp Ugot lên cao. Chanh đang check nhà. Vâng, đang muốn kế Lissandra để có thể outplay đối thủ. FBA họ đang có một mong muốn, đó chính là đẩy Tuorou ở turn này là nguyên nhà để có thể là... Tôi hiểu... đây là một pha connect quá thông minh. Tôi hiểu lý do tại sao mà Táo anh ta bảo người đồng đội của mình Chanh ơi, rao sau tôi gặp bạn, bạn đẻ con Ugot lên để cho con Jone của tôi chém nhanh đi. Anh em mình cùng vào top 3. Và đó là lợi thế của việc đánh team. Và các bạn connect quá tốt ở trong giao đấu này. Và đó sẽ là một chiến thắng của Táo trong trận đấu của Chanh. Một pha tương tác tốt. Tuorou liệu rằng Tuorou phải đồ dừng lại luôn, còn lượng máu vừa đủ. 3 thành viên của FBA đã làm được ở trong pha này. Và cả 3 đều có mặt ở top 123, có lẽ là hết cái để nói rồi. Khi mà sự tương tác quá tốt đến từ những thành viên của FBA, 3 đánh 1 thì không chuột cũng què. Và Tuorou mặc dù bài đấu anh ta sở hữu cho mình là một con Victor 2, nhưng mà không thể tự quyết trước một bài đấu cũng đang rất mạnh mẽ. Và đó là một chiến thắng, đó là một chiến thắng của Việt Ulu. Và Việt Ulu anh ta có cho mình 15 máu. Và 3 thành viên của FBA cùng dắt tay nhau có cho mình có mặt ở trong top 3. Với và việc có lẽ mà... bây giờ có lẽ là không quá nhiều ý nghĩa nữa rồi. Chúng ta cùng xem ai là người có cho mình trận đấu top 1 thôi. Với việc mà bên phía FBA họ đã có một cái giai đoạn đầu game họ giữ máu được, thì khi mà ở giai đoạn này họ hoàn toàn có thể có những cái pha connect như vậy, khá là tuyệt vời dành cho họ. Lên game rất dễ chơi. Và có lẽ là sau trận đấu thứ hai này thì FBA lại là đội tuyển tạm thời vươn lên. Khi mà FBA thì trận đấu đầu tiên có lẽ là các bạn đang
thua kém, nhưng mà sau trận đấu thứ hai thì số điểm của các bạn sẽ vượt lên khi mà có mặt ở trong top 3, đó chính là 3 thành viên của NBA. Và lượng sát thương đến từ Dinh thì mà đã đạt được cái ngưỡng sử dụng cho mình, đó chính là những pha hưng phấn như thế này, những pha bắn của cô nàng Dinh trở nên quá kinh khủng. Và Táo thì anh ta phải dừng lại ở vị trí top 3 rồi. Màn hình máy của tôi đang hơi giật một chút, ở thời điểm tại thì vào đây rồi, có vẻ như là Việt Ulu anh ta còn lại những đồng tiền cuối cùng và lên cho mình một con Victor 2. Nhưng... Victor 2 và 7 chest dành cho Việt Ulu. Sức mạnh của những pha sử dụng cho mình vẽ một cái vé sẽ giúp cho các bạn sử dụng cho mình những pha roll liên tục, những pha roll đè roll. Đó là một cái loại công nghệ kim cương có thể giúp cho các bạn lên được cho mình những con tướng 5 tiền 2 sao. Victor 2 có vô cực và găng bảo thạch, liệu rằng có đủ sát thương để dứt điểm đi vị trí của Zinix hay không đây? Bị CC quá nhiều, Victor bị áp sát. Victor bây giờ kẻ không hiểu đội hình của Victor đâu cả. Một pha kẻ là chất lượng, nhưng mà làm sao đủ đây? Khi mà bài đấu của Tranh anh ta đã lên được cho mình là level 9 rồi. Và đó là một trận đấu top 1. Và một trận đấu, một sự ổn định quá kinh khủng đến từ các chàng trai của FBA. Các bạn giữ máu được tốt, và khi mà còn 4 thành viên ở trong top 4 thì FBA tương tác với nhau quá hiệu quả để đẩy vị trí của Tomorrow xuống top 4 và mang lại lợi thế dành cho đội tuyển của mình. Và có lẽ bây giờ mình và Castle Virus cùng với cả các bạn khán giả chúng ta sẽ nghỉ ngơi ít phút trước khi trận đấu cuối cùng của... Tham gia group TG và những người bạn, nhấn theo dõi các kênh của TG TV để nhận được những thông tin hấp dẫn về đấu trường chân lý. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.